Đây là cách để có thể quay video và chụp ảnh không bị ngược ở trên Oppo Reno 5. Chúng ta sẽ vào máy ảnh của chúng ta này. Rồi chúng ta vào mục ảnh này. Nhớ cái mục ảnh dù quay video hay ảnh cũng phải kích vào mục ảnh để cài đặt đã. Sau đó ấn vào cài đặt ở trên này. Sau đó chúng ta kích vào cài đặt nâng cao. Sau đó chúng ta kích vào lật ảnh tự chụp bên này. Bật nó sáng lên này. Rồi, chúng ta thoát ra. Rồi bây giờ chúng ta thử quay một cái video nào. Kích vào video. Đúng nha. Cái video này. Xin chào. Đấy, lúc quay thì nhìn nó có thể là bị ngược. Nhìn nó bị ngược, lúc quay có thể nó bị ngược như này. Bây giờ khi xem lại video thì nó sẽ không hề bị ngược. Rồi. Rồi, Oppo hay quá, cảm ơn Oppo.